căng lại, lê lại. Hello xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, sức khỏe mọi người. Yes. Mọi người thấy trên tay mình đây đang là một quả siêu phẩm tiếp theo. 2,5 m. Các bạn nhé. Diều trắng đuôi đen cùng một bộ hòa âm. Nữa các bạn, hôm nay mình thả một bộ hòa âm D40 các bạn nhá. Không biết là diều lên sẽ như nào và sáo lên bị lít hay không. Và nghe hòa âm nó có gắt hay không, phải vang không thì không biết như nào nha các bạn nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ ra đồng thả thử quả 25 này lên trên trời cho tất cả mọi người xem cùng theo dõi, cùng xem video của mình, ủng hộ cho mình. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ ra đồng thả thử, mọi người đi theo mình nhá. Let's go. Ok các bạn nhá. Vậy hiện tại mình đang ở mặt dưới đồng này. Em mình đang thở dây ở góc kia nên mọi người. Thấy không? Hôm nay là có gió đông nam nhá mọi người nhá. Hôm nay là không có gió mùa đông bắc nữa, hôm nay có gió đông nam. Gió cũng khá là mát và ấm. Gió trên cũng khá đều. Đấy, mình đã thấy rất nhiều mọi người đã bay chiếc diều rồi. Còn mình bây giờ thì mình thấy hơn nghĩa là hôm nay gió nó cũng muộn đi. Nên bây giờ mình quyết định vác diều ra đâm. Đấy. Đây chiếc diều mình đây. 2,5 m các bạn nhá. Cùng bộ hòa âm D40. Đấy, để bay lên trời đón gió đông nam trong cái rét xe lạnh của mùa đông xem nó như thế nào mọi người ạ. Đấy. Không biết là sẽ như nào. Thì mọi người cùng theo dõi nhá. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ cho mình. Giúp cho mình có thêm nhiều động lực ra video tiếp theo nhá. Mọi người chỉ cần like và đăng ký kênh thôi. Còn những việc ra video đều cứ để mình lo mọi người ạ. Được chưa? Hả? Từ từ nhá. Ok nhá. Bây giờ sẽ vác diều đâm các bạn nhá. Em mình đã đóng cọc xong rồi. Căng lại. Lên lại. Lên rồi nhá. Bây giờ mình đây các bạn ơi. Hòa âm lên nhá. Kêu mắc phê luôn các bạn ạ. Đây. Trời nó có gió muộn nên ra hơi tối một tí nhá các bạn nhá. Nên ra chất lượng hình ảnh nó không được đẹp lắm, nó hơi kém một chút. Đây là đầu đang thả dây nhá. Hòa âm nghe chừng kêu rất êm nhưng mà thả lên kêu cũng không nghĩa là không kém phần là gắt đâu nhá. Hòa âm này có phần ngọn đâm ra kêu rất chi là gắt nhá. Đâm một phát lên luôn nhá. Không lái không gì. Có mỗi một điều là rất có chiếc diều bên này nó bay nhưng mà hơi trao. Giờ mình cũng vẫn đang trao lấy gió. Lùi về đây. Lùi về đây. Cứ bỏ mét dây ra cho nó dễ lên. Gió này, gió đông nam này phải thả dài mới lên được nhá. Nó không được như gió đông bắc. Gió mùa đông bắc thì thả ngắn là nó lên là mùa đông bắc nó to, nó giật cơ, gió đông nam đều hơn. Nhưng phải thả dài các bạn ạ. Mình nghe chừng là gió hôm nay hơi yếu. Chà quá, không biết có lên được không nhỉ. Đang chà xuống thấp quá các bạn ạ. Không biết có lên được không. Gió xong thấy hôm nay nhưng mà thấy gió yếu quá. Đây em mình đang chạy à. Diều đang chờ lấy gió lên. Gió yếu quá. Còn đâm lại không.
Hạ cánh các bạn nha. Gió yếu quá không lên được. À, gió yếu quá các bạn ạ. Này. Những diều trước người ta đâm dài rơi, người ta căn gió lên trên trời thả cao rồi. Thả cao và diều mình nhẹ, nhẹ đầu quá các bạn ạ. Đây. Làm im ở góc. Giữ ruộng các bạn ạ. Mình ra mình kéo diều, mình ra mình nhặt diều vậy đó. Gió yếu quá. Diều mình là 2,5 m. Đâm ra nghe chừng là cũng to. Xung quanh đây thì toàn những cái diều khoảng có tầm 1,5 m, 2 m thì người ta thả cá thiết lên. Mà chảy nó sao diều 2,5 m đầm mãi không đầm, chạy phật cứt không lên. Ê mà chán. Các bạn ạ, chán hơn con rán. Bây giờ phải ra lôi diều giữ ruộng vào đây đây. Ôi dồi ôi, quả lại ai xuống ruộng nhặt đây. Rất ít khi mùa đông có dùng mùa đông bắc nha các bạn nhé. Trời thời tiết ở chỗ mình bây giờ đang là xe lạnh của thời tiết mùa đông. Bọn mình đang thu dây về, xong sẽ lội ra lấy diều. Các bạn đây mình đang phải sắn quần. Sắn quần ra xong mình lội ra mình lấy diều. Lội được diều lên đây không? Hay phải lội xuống? Đây. Em mình đang quấn dây về. Gió xung quanh này, mọi người thấy này. Cây đung đưa rất nhiều nhưng mà tiếc mỗi một cái này, chiếc diều là 2,5 m. Cộng cái dàn hòa âm này nhẹ đầu quá, lên nó cứ trao, nó cảm giác nó khó không lên được, nó khó lên quá. Như là nhẹ đầu nó vẫn lên được bình thường, nhưng mà nghĩa là phải có một cái lượng gió đủ to để nó có thể bươn nó lên cao hẳn trên gió trên. Còn nếu mà gió cứ yếu yếu như này mà để chạy thì nó cứ trao thôi, nó không lên được hẳn trên gió trên, nó cứ trao ở gió dưới. Mà lúc nào mà yếu gió là nó sẽ trao xuống. Giống nhẹ đầu là thế. Mình cũng muốn lên lắm để cho mọi người cùng xem, để chiêm ngưỡng bộ hòa âm khi là trên trời sẽ như nào. Nhưng mà tiếc quá nó lại nhẹ đầu quá không lên được. Xung quanh rất nhiều chiếc diều đã bay. Tiếc mỗi diều mình 2,5 m đấy không lên được. Do nhẹ đầu quá. Lại quay clip lại không có chiếc diều đậu cho mọi người cùng xem à. Hơi tiếc. Thôi có gì hẹn là clip sau sẽ quay cho mọi người xem chiếc diều rõ nét hơn, lên được hơn nhá. Thì ok mọi người nhá. Thì mình đã lôi diều từ dưới ruộng này. Đấy. Đã lên đến đây rồi. Anh em mình đã cầm diều về đây nhá. Ok nhá. Clip của bọn mình thả chiếc diều 2,5 m đến đây kết thúc nhá. Trời tối đấy, mọi người có thể thấy là chất lượng ảnh đang sạm dần và đang bị lè dần rồi đấy. Thì thôi. Mình sẽ dừng clip đây nhá. Hẹn mọi người ở video tiếp theo để có thể thả chiếc diều lên được và bù hòa âm để giết được nhá. Bây giờ sẽ dừng clip đây. Tối quá không làm gì được. Đơn giản. Bạn nấu cơm thật ngon nhá. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ và nấu cơm thật là ngon nghẻ cho gia đình nhá. Anh em mình dừng clip đây. Hẹn mọi người video sau nhá. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ cho mình nhá. Hẹn mọi người video sau nhá. Bye bye. Bye.